Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 31 tháng 5. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cơ sở giáo dục trẻ thiệt thòi ở Hà Nội. Nguồn tin từ báo Quân đội Nhân dân ngày 30 tháng 5 thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và kiểm tra công tác chăm sóc giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục trẻ em thiệt thòi ở thành phố Hà Nội là trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học, thư viện, khu vui chơi, điều kiện vệ sinh tại trường phổ thông dân lập. Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của trường trong suốt thời gian qua vì trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Qua nhà trường và học sinh tiêu biểu, Thủ tướng mong muốn bằng tình thương và trách nhiệm, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, đặc biệt là những thầy cô từng là học trò của mái trường này, là người hiểu biết nhất hoàn cảnh của học sinh, tiếp tục nỗ lực dạy dỗ, truyền cảm hứng để trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, đủ kiến thức, sức khỏe, tinh thần trở thành những công dân tốt. Thủ tướng mong các em học sinh tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện xứng đáng và sự quan tâm, chăm sóc giáo dục và sự yêu thương của cơ sở, xã hội. Chúc các cháu lo được cho mình và đóng góp cho quê hương, đất nước. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Thủ tướng đã thăm lớp thiết kế đồ họa và lớp học cấp trung học phổ thông của sinh viên. Học sinh khuyết tật nghe, ân cần thăm hỏi việc học tập của các em. Thủ tướng mong muốn tin tưởng học sinh sinh viên tự tin, bản lĩnh, trí tuệ, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, khẳng định bản thân và cống hiến cho xã hội. Sau khi thăm cơ sở vật chất và kiểm tra công tác dạy học thì Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi nói chuyện với cán bộ, thầy, trò của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Hòa nhập và trường phổ thông dân lập. Và tại buổi nói chuyện thì Thủ tướng cho biết thì những năm qua thì Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo mối điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh. Coi đây là vấn đề vừa có tính cấp minh bạch, vừa có tính chiến lược lâu dài. Công tác giáo dục bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em được cả hệ thống chính trị cấp và các ngành, được địa phương, các cấp tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân chăm lo, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi, và đạt được những kết quả rất cơ bản và toàn diện. Và theo Thủ tướng, giai đoạn phát triển mới đã đặt ra cho công tác về trẻ em nói chung và giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng nhiều khó khăn, thách thức. Để vượt qua những thách thức đó cần đến sự quan tâm và sự nỗ lực hơn nữa cả các hệ thống chính trị cũng như là toàn xã hội, trong đó ngành giáo dục có vai trò nòng cốt. Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các bộ ngành chính quyền các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách giáo dục bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em nói chung và giáo dục trẻ em khuyết tật nói riêng, trong đó thì tập trung giải quyết các hiệu quả tình trạng thiếu các cơ sở giáo dục, tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở cấp mầm non, và đối tượng giáo viên có những hành vi không đúng mực, tình trạng sách giáo khoa vừa thừa vừa thiếu, tình trạng trường tạm, điều kiện sinh hoạt dạy và học của thầy trò có khó khăn ở vùng sâu vùng xa, biển giới và hải đảo. Việc bảo đảm nhà vệ sinh, nước sạch, chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tại bếp ăn của các trường học trẻ em, bạo lực học đường, phân biệt đối xử, tình trạng thiếu nơi vui chơi giải trí an toàn và bổ ích. Và đó là thông tin ngày 31 tháng 5. Tạm biệt anh em, nhớ đăng ký với chúng mình.